lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội, giải chạy đường núi xuyên đêm quanh đỉnh Độc Tôn, huyện Sóc Sơn đã thu hút hơn 50 vận động viên chạy đường dài không chuyên ở Hà Nội và được giới yêu chạy bộ, đặc biệt là những người yêu thích môn chạy địa hình, đánh giá là cơ hội trải nghiệm hiếm có. Điểm độc đáo của giải không chỉ nằm ở việc thời gian thi đấu kéo dài trong vòng 15 giờ đồng hồ liên tục, mà còn ở chỗ các vận động viên bắt đầu xuất phát vào đúng 0 giờ sáng ngày 16 tháng 7. Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ có khoảng 5 tiếng đồng hồ chạy trong đêm tối trên cung đường mòn của những người tiểu phu lấy củi. Để được coi là hoàn thành và có cơ hội nhận kỷ niệm chương của ban tổ chức, các vận động viên phải chạy tối thiểu 12 vòng quanh núi Độc Tôn với chiều dài lên tới 43 km. Sau 15 giờ thử thách, giải đã tìm ra những gương mặt xuất sắc cho chức vô địch nội dung nam và nữ. Hiện nay thì mình cảm thấy rất hạnh phúc vì lần đầu mình chạy full marathon và kết quả của mình cũng không thể ngờ được là kết quả của mình có thể đạt như thế này. Nhưng mà với cái sự thành tích của mình hôm nay cũng rất cảm ơn ban tổ chức và các bạn nữ đồng hành cùng mình. Khi mà tham gia một cái giải trail như này thì tất nhiên chiến thắng là một cái điều rất là tốt. Thế nhưng mà gần như là tất cả mọi người đều có một cái cảm giác chiến thắng khi mà người ta hoàn thành cái giải đua của mình đấy. Không chỉ tạo ra một sân chơi bổ ích cho những ai yêu thể thao thử thách, giải đấu còn được tổ chức với mục đích từ thiện. Toàn bộ số tiền đăng ký và mua dụng cụ thi đấu sẽ được ban tổ chức đưa vào quỹ xây dựng trường học cho trẻ em vùng cao. Đây chính là hành động đầy ý nghĩa, thể hiện tinh thần thể thao vì cộng đồng.